nhãn hàng Khương Thảo Đan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Viên xương khớp Khương Thảo Đan được nghiên cứu bởi INBC, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sùng khớp. Khương Thảo Đan cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không giảm đau xương khớp sau 2 tháng sử dụng. Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Sống Khỏe Đời Vui được phát sóng vào lúc 17:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Khương Thảo Đan đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, đau nhức những khớp ngón tay, chân và khớp gối, đây là một căn bệnh mãn tính và chưa có phương pháp điều trị khỏi hoàn toàn. Do đó, mục tiêu chữa trị đó là chúng ta hạn chế sự tiến triển của bệnh và làm giảm đi những triệu chứng đau nhức để giúp cho người bệnh có thể sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên thì nhiều người bệnh đã lạm dụng thuốc giảm đau để có thể cắt cơn đau nhanh chóng. Vậy điều này có an toàn hay không? Và có những phương pháp giảm đau an toàn hiệu quả nào cho những bệnh nhân bị đau xương khớp? Chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay, có phần trò chuyện cùng với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào bác sĩ ạ. Chào MC Thanh Phương. Kính chào khán giả của chương trình. Xin được cảm ơn bác sĩ đã đồng hành cùng với chương trình. Và quý vị khán giả thân mến, khi chương trình đang diễn ra, chúng tôi cũng rất mong rằng quý vị sẽ gọi điện thoại đến cho chúng tôi để chia sẻ những thắc mắc của quý vị liên quan đến chủ đề của chương trình thông qua số điện thoại đường dây nóng 1-800-1156 hoàn toàn miễn cước. Còn bây giờ, trước khi đến với phần tư vấn của bác sĩ, kính mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện tiểu phẩm hôm nay. Trời ơi trời, mỗi lần giơ hai cái tay lên là hai cái dai nó muốn rụng luôn à. Thiệt tình. À, rồi xong, trật xương sống luôn. Kiểu gì không biết nữa. Xương khớp nó rệu rã. Tới cái đầu gối luôn. Ây da. Trời ơi, biết chừng nào mới hết ba cái chuyện. Ai sao mà nó đau dữ. Massage đấm bóp giác hơi bấm quẹt không? Ai massage không? Massage. Đi. Dạ, chào chú. Chú kêu tôi hả? Massage đấm bóp hả? Dạ, massage đây. Chuyên nghiệp không? Dạ chuyên nghiệp, thấy tôi là biết chuyên nghiệp rồi. Tay ôm gặp tóc kè kè, tưởng đâu thứ dữ, ai dè dắt hơn. Hay quá. Chú à, ơi, bị đau ở đâu? Cái kiểu này là giống như buồn ngủ mà gặp chiếu manh đó. Ủa sao vậy? Đó, thì đang đau nhức xương khớp nè, tự nhiên gặp cậu massage đấm bóp. Bây giờ đi đau ở đâu? Thì nè, nãy tự nhiên giơ hai cái tay lên, cái dai nó muốn rụng luôn. Cái dai hay sao á? Rồi, để thầy trị. Nhẹ thôi. Đỡ không? Giơ tay lên coi. Giơ lên. Đó. Cái cần cổ làm sao? Cổ hả? Cổ đau không? Cổ hơi trật á. Cái này phải nặng đô ha. Nặng đô hả? Làm cho nó đã nha. Chứ nãy làm nhẹ hiu à. Tới nha. Phải cho đã nha. Có cần gì nữa. Ê. Tiếp. Tiếp sao vậy tiếp? Cái cậu này, cậu nói cậu đấm bóp dắt hơi giỏi lắm mà sao cậu đấm hồi cái tiếng muốn sụi cái vai luôn. Nó được, tại vì tôi lỡ tay thôi. Thôi không có lấy tiền bạc gì hết nha. Không, khỏi luôn, bo luôn. Hả, bo hả? Tía hay quá, tía ơi là tía. Còn đau không? Đau lắm luôn á. Đau quá hả? Đi bệnh viện với con. Đi. Còn bác sĩ nói tía là sao? Bác sĩ nói không có sao. Nói là tía là bị thoái hóa khớp, mà cái bệnh này là không có được lơ là, phải điều trị sớm, chứ không thôi á là vài năm nữa là tí khỏi đi đứng gì luôn á. Ui, thì tại sao không đi khám bác sĩ liền, để vô cha nội ta vô ta bóp xém lại lỗi cái tay rồi. Trời ơi, ai biết đâu, nó massage đấm bóp giỏi lắm, có thể là coi như là hết đau hết nhức, ai mà biết đâu, xử cho nó đấm bóp thử coi, ai nhờ nó làm một phát lội cái vai luôn. Tía ơi, tía. Ai trời, đừng lại tiếp, đừng qua không, tiếp đang tiếp bị sao vậy? Hả? À, con quên. Tí hiện giờ đang hồi phục mà con đụng vô là tí bị lại. Dạ, con quên. Anh mang cái gì qua cho tí vậy? Đây mang là gì, mang gì? Cái thuốc này á là con đã đặt bên nước ngoài nha. Nước ngoài hả? Nước ngoài. Ở đâu? Thì nước ngoài là phải ở đây, ở ngoài nước. Không phải ở trong nước, gọi là nước ngoài. Đúng rồi. Mà thuốc gì con? Dạ, thuốc giảm đau. Thuốc giảm đau? Dạ. Thôi không được đâu. Trời ơi, mấy bữa nay tía cũng mỗi lần đau, tía cũng uống thuốc giảm đau mà thấy có hết đau đâu. Chỉ nó hết đau chút xíu nhưng mà là cái bụng là rìm. Dạ. Rìm cái bụng. Thôi đừng uống nữa. Rìm cái bụng là tía.
rượu. Tía đang bệnh mà rượu tía nhậu nữa. Không có nhậu, cái này là rượu thuốc. Rượu thuốc? Rượu thuốc bộ không nhậu hả? Không phải, rượu thuốc này là thuốc quý hiếm. Ngâm từ những cái con quý hiếm lại thành cái rượu thuốc này. Ngâm đúng 7-7-49 ngày. 7-7-49 ngày. Tía uống xong á là tía khỏe mạnh, khỏe khoắn tinh thần. Xương khớp của tía lành lặn lại, tía đi nhảy đầm được luôn tía. Khoan, được rồi, để tía uống. Tía thấy rượu sáng mắt liền. Bác sĩ đã kê cho tía những cái loại thuốc mà dưỡng khớp rồi. Nhưng tía uống vào xem tình hình mình có cải thiện hay là không. Nhà mình đâu phải thiếu thốn đâu, ăn uống tía cứ kiêng khem hoài. Cơ thể thiếu chất dinh dưỡng đó, xương thì thiếu canxi nha, khớp thì thiếu chất nhờn, nên mỗi lần trái gió trở trời nó mới bị đau, tía hiểu không? Vậy là không có cách nào để mà tía giúp xương khớp của tía một cách an toàn hả ta? Có chứ, có. Có hả? Có anh. Không thể nào không có được. Phải lên trên mạng, thời đại 4.0 mà. Lên tìm hiểu, có một cái cách để mà trị rất là hiệu quả nha, chứ ngoài dừng chơi nha. Đây, phương pháp giảm đau an toàn, không cần dùng thuốc tây y cho người bệnh xương khớp. Trời hay quá vậy ta. Hay chứ. Coi thử coi người ta nói cụ thể là sao. Cụ thể là đón xem chương trình Sống Khỏe Đời Vui. Đón xem mình biết đi. Khỏe đời vui. Dạ thưa bác sĩ, trong tiểu phẩm vừa rồi thì nhân vật bị đau xương khớp và được mách là dùng thuốc giảm đau và uống rượu thảo dược. Vậy ý kiến của bác sĩ về điều này như thế nào ạ? Xin thưa, hiện nay thì đây là một trong những cái mà tôi cũng gặp nhiều ở trên nhiều bệnh nhân. Thì đầu tiên cái thuốc giảm đau là một cái thuốc mà nó sẽ có tác dụng làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu và giảm đi cái cơn đau. Tuy nhiên cái thuốc giảm đau nó lại có một số tác dụng phụ khi chúng ta dùng. Ví dụ có một số thuốc giảm đau nó sẽ có ảnh hưởng lên đường tiêu hóa. Khi chúng ta dùng lâu dài mà không đúng cái liều lượng thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng lên cái hệ thống của cái thận. Cái thứ hai, nếu chúng ta dùng thuốc giảm đau mà kết hợp với lại rượu mà gọi là rượu xoa bóp hoặc là rượu uống thì nó có một đặc điểm như này: khi chúng ta dùng rượu kết hợp với thuốc giảm đau thì nó sẽ làm gia tăng lên cái tác dụng phụ của thuốc giảm đau, nghĩa làm cho chúng ta bị ảnh hưởng đến cái hệ thống đường tiêu hóa, có thể gây viêm loét dạ dày, thậm chí có một số trường hợp sẽ gây nên tình trạng xuất huyết tiêu hóa. Cái thứ hai, nếu dùng rượu thuốc lâu ngày thì nó sẽ làm cho cái gan của chúng ta phải chuyển hóa nhiều. Do đó nó có thể ảnh hưởng đến cái bệnh lý của gan, ví dụ như xơ gan chẳng hạn. Hiện nay cái y học cổ truyền chúng tôi cũng khuyến cáo ít sử dụng về cái rượu. Và thêm một cái nữa là nếu chúng ta dùng cái rượu đó là rượu mà thật sự luôn á nha. Còn nếu chúng ta đi mua những cái sản phẩm mà trôi nổi á, người ta dùng những cái rượu mà cái rượu đó là rượu công nghiệp á, thì cái tác dụng tác hại của nó lại càng nặng nề hơn nhiều. Và thưa bác sĩ, khi với những cái bệnh nhân mà bị đau xương khớp thì thường là có xu hướng hay sử dụng thuốc giảm đau kéo dài. Phải có cách nào, có phương pháp nào để có thể hạn chế được việc là sử dụng thuốc giảm đau hoặc là hạn chế được những cái tác dụng phụ của việc sử dụng tây y không ạ? Trong cái bệnh lý của xương khớp đó, thì cái triệu chứng đau là triệu chứng nổi trội nhất mà người bệnh rất là quan tâm. Nhưng đi sâu xa hơn thì chúng ta phải biết cái đau là do nguyên nhân gì. Tôi nói ví dụ trong trường hợp thoái hóa khớp, thì khi cái đau đó là do chúng ta bị thoái hóa khớp gây nên đau, nếu chúng ta chỉ dùng thuốc giảm đau có nghĩa là chúng ta chỉ ngăn ngừa được triệu chứng thôi, nghĩa là giải quyết tạm thời những cái dấu hiệu mà chúng ta cảm thấy khó chịu. Chúng ta sử dụng thuốc giảm đau thì thường thầy thuốc sẽ phải thêm những cái thuốc mà làm phục hồi lại cái xương khớp. Và đây là một cái quá trình phục hồi nó rất là lâu dài, nên nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn của người bệnh. Thì hiện nay cái xu hướng của Việt Nam cũng như của thế giới có sự kết hợp giữa Đông Tây Y. Có nghĩa là bên cạnh sử dụng những cái thuốc tây y thì người ta còn kết hợp những cái sản phẩm từ những dược thảo. Và những cái dược thảo đó thì hiện nay được nghiên cứu cho thấy nó có tác dụng giảm đau kháng viêm rất là tốt. Thậm chí khi kết hợp nhiều loại dược thảo lại với nhau thì người ta thấy là gia tăng tác dụng kháng viêm và nó làm cho bệnh nhân giảm đau. Bên cạnh đó thì dược thảo lại có tác dụng an toàn cho cái hệ thống của đường tiêu hóa cũng như là hệ thống của thận. Thì nếu chúng ta dùng một cái liều lượng đúng mức và kết hợp đúng thì khi đó nó sẽ làm cho cái sức khỏe của chúng ta tốt hơn. Bên cạnh đó thì một số dược thảo ngoài cái tác dụng giảm đau kháng viêm lại còn có tác dụng chống oxy hóa hoặc là phục hồi lại tế bào sụn khớp. Và chúng ta sử dụng những cái thuốc hoặc những cái sản phẩm từ dược thảo đó phải có rõ nguồn gốc và theo đúng chỉ định của thầy thuốc. Vâng thưa bác sĩ, và xin bác sĩ có thể chia sẻ một vài những loại thảo dược giúp hỗ trợ điều trị hiệu quả các bệnh về xương khớp và đạt được ba mục tiêu quan trọng, đó là giảm đau, chống viêm và tái tạo xương khớp ạ? Hiện nay thì có rất là nhiều cái dược thảo mà có cái tác dụng trên hệ thống của xương khớp. Với cái kinh nghiệm của cái nền y học cổ truyền của Việt Nam mình thì đã kết hợp nhiều cái loại dược liệu lại với nhau. Tôi lấy ví dụ đơn cử là hiện nay chúng ta có những cái dược liệu ví dụ như cây địa liền nè, cây thiên liên kệ là những cái cây mà có tác dụng là giảm đau và kháng viêm. Một số cái dược thảo ví dụ như là có độc hoạt nè, ha, tế tân nè, phòng phong là những vị thuốc mà theo cái y học cổ truyền đó là
khu phong trừ thấp. Thì khi khu phong trừ thấp thì nó lại, cái nghiên cứu hiện nay nó có tác dụng là giảm đau và kháng viêm, hỗ trợ với lại cái cây địa liền khi nếu chúng ta phối hợp lại. Ngoài ra thì còn có một số cái dược thảo ngoài cái tác dụng giảm đau kháng viêm, nó lại còn có tác dụng là bồi bổ hay là phục hồi lại cho cái hệ thống xương khớp. Ví dụ như tăng ký sinh, đỗ trọng và ngô tất. Thì tăng ký sinh, đỗ trọng, ngô tất là có tác dụng giảm đau kháng viêm rất là tốt. Tuy nhiên những cái nghiên cứu hiện nay của y học hiện đại cho thấy là tăng ký sinh và đỗ trọng lại có tác dụng là gì? Phục hồi lại sụn khớp và lại bảo toàn cái tế bào sụn khớp đối với cái những cái tác nhân gây bệnh. Và đặc biệt là với cây địa liền thì nghiên cứu hiện nay cho thấy là ở Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam nghiên cứu trong 6 năm thì cho thấy là cái hoạt chất của cái cây địa liền đó là KGA1 đó có tác dụng giảm đau kháng viêm rất là tốt và nó tương đương với những cái thuốc giảm đau kháng viêm của Tây y. Tuy nhiên có một cái lợi điểm của cây địa liền là khi sử dụng thì nó lại có tác dụng là điều hòa lại các hoạt động của hệ tiêu hóa, do đó nó sẽ làm cho hệ tiêu hóa của chúng ta được hấp thu tốt và không gây những cái tác dụng phụ trên đường tiêu hóa. Thì đó là một cái tốt trong cái phối hợp những cái vị dược thảo lại với nhau trong một cái sản phẩm. Thì khi sử dụng những cái sản phẩm này thì các bạn phải chú ý là chúng ta không được sử dụng những cái sản phẩm mà không có nguồn gốc. Ví dụ như chúng ta đi hái hoặc chúng ta mua một cái loại dược liệu nào đó về chúng ta sử dụng, mà chúng ta phải xem cái nguồn gốc xuất xứ của cái dược liệu đó như thế nào. Và cái thứ hai, những sản phẩm mà chúng ta sử dụng á, thì nó có nguồn gốc rõ ràng và đã được một cái nhà sản xuất có uy tín, cũng như là đã được theo cái quy trình sản xuất của Bộ Y tế, cũng như là theo quy trình của sản xuất của GMP. Trong một số trường hợp mà khi chúng ta có một cái dấu hiệu về triệu chứng xương khớp như là đau nhức các khớp xương chẳng hạn, thì các bạn nên đi khám và tư vấn của thầy thuốc, khi đó có một cái hướng điều trị cho đúng. Và nếu các bạn kết hợp với những cái sản phẩm mà từ dược thảo thì các bạn nên có ý kiến của thầy thuốc và có sự theo dõi của thầy thuốc, như vậy nó sẽ giúp cho các bạn có hiệu quả tốt hơn. Do đó các bạn phải có một cái chế độ vận động đúng mức đối với cái hệ xương khớp của chúng ta, như vậy nó mới duy trì được cái kết quả điều trị. Viên xương khớp Khương Thảo Đan được nghiên cứu bởi INBC, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp. Khương Thảo Đan cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không giảm đau xương khớp sau 2 tháng sử dụng. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Và thưa bác sĩ, khi chương trình chúng ta đang diễn ra thì cũng đã có rất nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả gửi về cho chương trình liên quan đến chủ đề ngày hôm nay. Và Thanh Phương xin được kết nối với một vị khán giả tên là Thanh Bình, 60 tuổi, ở Vĩnh Long ạ. Xin chào bác sĩ, tôi bị đau thần kinh tọa đạo 1 năm, có dùng nhiều phương pháp để điều trị như vật lý trị liệu, dùng thuốc giảm đau nhưng bệnh vẫn không giảm. Tôi có dùng được sản phẩm chiết xuất từ KGA1, từ cây địa liền, collagen và tăng ký sinh như bác sĩ vừa chia sẻ không? Trong việc vận động tôi cần chú ý những gì? Xin được cảm ơn câu hỏi của vị khán giả vừa rồi. Cảm ơn câu hỏi của chú Bình. Thật sự ra nếu chú bị cái thần kinh tọa, có nghĩa là nó có thể có liên quan đến cái tình trạng của cuộc sống, và đặc biệt đó là những cái thoái hóa cuộc sống trên những cái người lớn tuổi như chúng ta là khoảng 60 tuổi. Chú có thể sử dụng cái sản phẩm kết hợp từ những cái dược thảo mà có KGA1 là cây địa liền. Cái thứ hai là kết hợp với lợn độc hoạt tăng ký sinh và cái collagen type 2. Thì đây là một cái sản phẩm nó sẽ giúp cho chúng ta là giảm đau kháng viêm. Và bên cạnh đó thì có tác dụng là phục hồi lại cái tế bào sụn khớp, do đó nó sẽ có lợi cho cái bệnh lý mà thoái hóa của cuộc sống rất là nhiều. Và khi mà nó phục hồi được cái sụn khớp cũng như là phục hồi lại cuộc sống thì nó sẽ làm cho chúng ta giảm đi cái triệu chứng của cái thần kinh tọa. Bên cạnh đó thì chú nên có chế độ tập luyện cho đúng mức. Nếu trong cơn đau thì chúng ta nên hạn chế cái hoạt động của cái vùng cuộc sống thắt lưng. Sau khi hết cơn đau rồi thì chú nên có một chế độ tập luyện đều đặn và liên tục của vùng cuộc sống. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta nên có một cái chế độ tập luyện bằng những cái phương pháp là gì? Là cúi gập của cuộc sống mà từ từ, nghĩa là tăng dần theo thời gian. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn mà chú đang bị đau á, thì chú nên chú ý là chú nên đeo cái đai cuộc sống để làm gì? Trong quá trình tập luyện cũng như trong quá trình hoạt động, để chúng ta tránh đi những cái tác động đến cái cuộc sống mà nó có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Một trong những cái phương pháp tập luyện mà tốt nhất đó là cái phương pháp mà chúng ta bơi lội, thì đây là một cái tốt nhất. Còn nếu không thì chú có thể đi bộ. Và đêm thì một cái phương pháp tập rất là tốt cho cái cuộc sống thắt lưng đó là gì? Chú nằm thẳng, duỗi hai cái chân, sau đó chú co hai cái đầu gối vào sát bụng và ôm như vậy trong vòng 5 đến 10 phút. Sau đó chú sẽ thả ra và chú tập như vậy từ 10 đến 15 lần. Thì lâu dần nó sẽ làm cho cái cuộc sống của chú nó sẽ tốt lại. Và mong rằng những chia sẻ này sẽ giúp cho chú có một cái hiệu quả tốt trong cái quá trình điều trị của mình. Xin được cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ. Và chúng tôi xin được kết nối với một vị khán giả tiếp theo nữa ạ.
Thưa bác sĩ, tôi bị đau nhức xương khớp hơn 6 tháng và đã sử dụng liên tục thuốc giảm đau. Vậy bây giờ tôi phải làm sao để kiểm soát được tác dụng phụ của thuốc? Xin cảm ơn bác sĩ. Xin được cảm ơn vị khán giả Hồ Thủy Thủy đã gọi điện thoại đến cho chương trình. Mời bác sĩ ạ. Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của cô Thủy. Đây là một cái sai lầm trong cái điều trị mà tôi nghĩ là cô đã mắc phải. Đó là cô đã dùng thuốc giảm đau liên tục trong 6 tháng. Nó có thể làm cho cô bị loét dạ dày. Nghiêm trọng hơn, nó có thể gây xuất huyết tiêu hóa. Cái thứ hai, nếu cô sử dụng lâu dài từ 6 tháng, thì nếu mà có thể nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ thống tiết niệu, đó là làm tổn thương cái thận và có thể gây suy thận. Và đây là một cái tổn thương mà có ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta rất là nhiều. Thì mong rằng cô nên sớm đi tái khám trở lại để bác sĩ có cái hướng điều trị cho tốt. Hiện nay thì cái phương pháp điều trị của cái bệnh cơ xương khớp, đó là cái xu hướng là kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền. Đây là một cái phương pháp mà để điều trị hiệu quả đối với cái hệ thống của xương khớp rất là nhiều. Những cái sản phẩm từ những dược thảo có cái tác dụng là giảm đau kháng viêm, do đó nó sẽ giảm dần đi. Thế là nó hạn chế bớt đi cái tác dụng phụ không mong muốn của cái thuốc giảm đau. Do đó là giảm bớt đi cái liều lượng của thuốc giảm đau. Cái thứ hai, nó lại tăng cường thêm cái tác dụng là phục hồi lại cái xương khớp. Như vậy nó sẽ làm cho chúng ta có một cái hoạt động tốt hơn sau một cái quá trình điều trị. Bên cạnh đó thì những cái sản phẩm từ dược thảo nó lại không có một cái tác dụng phụ nhiều. Nó không có nhiều cái tác dụng phụ trên cái hệ thống của cái tiêu hóa, sử dụng một cách an toàn hơn. Trong quá trình điều trị của bệnh xương khớp thì cái quan trọng không thể thiếu đó là cái chế độ dinh dưỡng. Nó nhằm là gì? Cung cấp lại những cái chất cần thiết cho cơ thể và nó phục hồi lại cái những cái xương khớp. Và bên cạnh đó sẽ đầy đủ nước, vì nước sẽ làm cho cái chuyển hóa các chất trong cơ thể của chúng ta tốt hơn và nó tăng cường cái hệ thống miễn dịch của chúng ta. Chế độ tập luyện cũng là một cái chế độ rất là quan trọng đối với hệ thống cơ xương khớp. Nên chọn một cái phương pháp tập luyện cho phù hợp với sức khỏe cũng như cái tuổi tác của mình, và như vậy góp phần làm cho cái xương khớp của các bạn được dẻo dai hơn và mau phục hồi. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn những câu hỏi của quý vị khán giả đã gửi về cho chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện tiểu phẩm ngày hôm nay nhé. Mọi người nghe chưa? Thấy chưa? Thấy cái sai chưa? Thấy ta tí, thấy chưa? Em biết, em sai rồi. Trong những trường hợp cấp bách thì mới dùng thuốc giảm đau thôi. Đúng. Dùng nhiều quá sẽ gây lạm dụng. Đúng. Mà lạm dụng là không tốt cho sức khỏe. Đúng. Và cả cái này nữa, rượu thảo dược không an toàn. Là trong đây nó có thể lẫn lộn những loại cây cỏ có hại cho sức khỏe cơ thể. Ôi trời ghê vậy. Thôi thế là cầm. Mà bây giờ là tiếp. Thường thường ta nói là phải uống nhiều thì nó mới có tác dụng. Mà uống vài ba lít coi như mình thành sâu rượu luôn, còn gì nữa. Quăng khe luôn. Đúng rồi. Đáng lẽ ra là khi tía chớm bệnh là tía phải tìm cách để điều trị rồi. Dạ. Đằng này cứ mỗi lần đau cái là uống thuốc giảm đau, riết là làm lơi là cái bệnh mình luôn, coi như không có bệnh. À, bây giờ bệnh nó nặng rồi, bây giờ rớ tới đâu là đau nhất tới đó, rớ tới đâu là đau nhất tới đó. Thôi ghê thì luôn. Thực sự là tụi con có lỗi với tía, lo làm ăn quá, không chăm sóc cho tía. Để giờ tía đau kiểu này. Giờ sao? Để giờ con chuộc lỗi của mình. Hàng ngày con qua những tía đi chơi, không phải đi chơi, đi bơi rất là hiệu quả nha tía. Vừa giúp tía phục hồi lại xương khớp mà vừa giảm đau hiệu quả nữa tía. Đúng rồi tía, với lại quan trọng chế độ ăn uống của tía nữa. Tía phải ăn uống đầy đủ dưỡng chất vô. Tía phải dùng thêm cái sản phẩm hỗ trợ điều trị nữa để giúp giảm đau chống viêm. Bây giờ tía phải dùng cái sản phẩm nào bây giờ? Báo cho tía một điều. Hồi nãy lúc tía vô khám, con có đìa ngang qua quầy thuốc. Con thấy có một cái sản phẩm nó đầy đủ những loại thảo dược mà hồi nãy bác sĩ nói luôn. Ủa gì hả? Mua sẵn luôn. Đây. Hồi nãy con ghé tiệm thuốc, con thấy sản phẩm này có tất cả những cái loại thảo dược mà bác sĩ nói. À, đây con mua cho tía đó, tía coi đi. Ủa sản phẩm này cụ thể là sao con? Dạ tía, đây là sản phẩm chăm sóc sức khỏe có chứng chất KGA1 từ củ địa liền. Sản phẩm từ Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Tăng tiết dịch khớp, phục hồi sụn khớp, giảm đau nhưng mà vẫn an toàn cho dạ dày. Có thể sử dụng lâu dài mà không lo tác dụng phụ nha tía. Ủa vậy thì mình uống ra làm sao con? Dạ, tháng đầu tiên á là mỗi ngày mình uống 2 lần. Mà mỗi lần á là uống 3 viên. Thì á, nhớ uống là sau khi ăn nghe chưa? Vậy hả? Dạ, từ tháng thứ 2 á, mỗi ngày đó mình chỉ uống 2 lần thôi. Mà mỗi lần á là uống 2 viên. Thì nên nhớ là mình phải dùng đủ cái liệu trình là 6 tháng á tía. Để á, mình đạt được cái hiệu quả lâu dài. Trời đất ơi, vậy là yên tâm rồi. Từ nay sắp tới là tía không còn bị đau nhức xương khớp nó hoành hành tí nữa. Dạ. Vậy là an tâm rồi. Dạ. Lời khuyên của bác sĩ, lưu ý giúp điều trị thoái hóa đốt sống hiệu quả. Tập luyện thể dục thể thao hàng ngày bằng các môn thể thao vừa sức giúp làm tăng độ dẻo dai của các cơ cạnh cột sống.
không mang vác, vận động quá sức hoặc sai tư thế. Duy trì cân nặng phù hợp, tránh áp lực quá nặng lên cột sống liên tục. Có chế độ dinh dưỡng phù hợp, cung cấp đủ vitamin, khoáng chất, canxi, v.v. Nên thăm khám bác sĩ khi có các dấu hiệu đau mỏi xương khớp và điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Nên sử dụng sản phẩm có chứa chiết xuất KGA1 từ cây địa liền, giúp hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm, phục hồi sụn khớp thoái hóa, đem lại hiệu quả lâu dài, tránh tái phát cho người bệnh. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã đồng hành cùng với chương trình và chia sẻ rất nhiều những thông tin hữu ích liên quan đến các vấn đề về điều trị bệnh xương khớp và đặc biệt là những sai lầm trong vấn đề điều trị để giúp cho quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về căn bệnh này. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Khương Thảo Đan đã đồng hành cùng với chương trình. Và xin hẹn gặp lại quý vị khán giả vào lúc 17h30 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Thân ái chào tạm biệt. Nhãn hàng Khương Thảo Đan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Bệnh mà tía giấu vậy hả tía? À đâu ra mà ung thư đại tràng. Dạ con đồ, bà nói là 2-3 năm nay rồi bà bị đau bụng dữ lắm, đi ngoài rất là nhiều lần, mà mỗi lần như vậy là đi phân sống không à. Dạ. Thì như vậy là ung thư đại tràng rồi chứ còn cái gì nữa. Tía chỉ bị bệnh viêm đại tràng co thắt thôi, hiểu không? Tía đâu có ung thư đâu anh, này thiệt tình. Mà con thấy là hồi nãy giờ là đi ra đi vô 3-4 lần luôn mà đau bụng dữ lắm. Uống thuốc đi. Uống rồi lại bị lại.